Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Văn Mãi đã có thư khen gửi các quận 1, 4, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận và các huyện Bình Chánh và Củ Chi vì đã đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua 60 ngày đêm để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Trong thư khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố và chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách để nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, mua sắm trang thiết bị và thi công xây lắp các dự án. Đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, các địa phương được thư khen đã giải ngân trên 80% số vốn đầu tư công năm 2023 được giao. Đặc biệt, quận Gò Vấp đã giải ngân đạt 99% trên tổng số vốn được giao 1.640 tỷ đồng. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức, chủ đầu tư các dự án tiếp tục khắc phục các khó khăn, giải quyết kịp thời các vướng mắc để hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để nhanh tiến độ thi công của các dự án trong 30 ngày còn lại của năm 2023. Hoàn thành tiến độ giải ngân theo kế hoạch và cam kết với lãnh đạo thành phố, góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông, đô thị, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.